Vậy Võ Ngọc Quyền xin hát trích đoạn với anh Hồ Minh Đương nha. Dạ hai anh em xin hát một lớp trích đoạn được mang tên Tìm Em Nơi Đâu. Dạ cho anh chàng pháo tay lớn lớn nữa quý vị. Đó, dạ. Vậy nó mới xin. Thì à? Anh Dương. Thì tại sao em lại đến đây? Em đến đây gặp anh lần cuối, rồi em sẽ... Rồi em sẽ theo chồng có vậy không em? Anh Dương. Thôi em hãy về đi. Để đồng đêm ra đất đi. Lần lễ nữa thôi là ta tình yêu nhau rồi. Trời ơi, vậy mà từ bé đó tôi cứ thầm thương trộm nhớ. Ngỡ rằng cuộc tình này mãi mãi bên nhau, nhưng có ngờ đâu định số đưa theo. Phải mắc thay lo thiên xa đông đảo đến tình hai đứa nay đành giấy tay chào. Một mình bước đêm lẻ loi. Tình mình đã chết thôi mong ban đầu. Lời nào người nói đi rồi chia xa. Giờ thì ai đứa không còn đón đưa. Mong này đã chết nay còn mà nghe gian dở duyên đâu. Biết rằng tình yêu đôi ta nay dịch đi cuộc đời, em sẽ nhớ mãi buổi đầu gặp ngờ chắc yêu tình mình trong giấc ngủ đêm đêm. Em vì chữ yêu mà cất bước sang ngang, phố bỏ tình yêu mà anh hằng mong đợi. Em quặn mặt quay lưng mà lệ trao quê anh dùng ơi. Mình đã mất nhau rồi. Chờ không chi em mối tình mình giờ tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em. Dù mà em thiếu chồng, đời đời em vẫn nhớ mối tình đầu tiên. Thôi em xin đừng khóc nữa, mà chỉ việc đi.
Dạ hết. Còn chữ nào á? Không có đưa chữ của mình, xin cảm ơn. Dạ. Quá dữ, quá dữ.